Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại video tiếp theo của Văn Tính Tây Đô. Và hôm nay thì Văn Tính Tây Đô mang đến cho các bạn một cái phiên bản hồ sơ khác của xe tải rắc N350. Ngoài những cái phiên bản thùng như kiểu là thùng bạt, thùng kín chúng ta dùng để chở hàng ra, thì nhà máy rắc còn phát triển thêm về cái mảng xe tập lái. Và đối với hạng bằng C hiện nay chúng ta phải chạy đường trường thì chúng ta chắc chắn phải sử dụng xe tải để chạy. Vậy thì chiếc xe tải nào mà có cái hồ sơ tập lái, nó đáp ứng được tất cả các cái ưu điểm cũng như là cái nhu cầu để phù hợp nhất với một chiếc xe dạy lái, thì tôi khẳng định với các bạn thì chiếc xe rắc N350 hồ sơ tập lái ở đây nó sẽ rất phù hợp. Và hôm nay tôi sẽ mời các bạn cùng đi theo tôi, chúng ta hãy tham khảo chiếc xe này. Với tải trọng ở trong hồ sơ là 3,6 tấn thì nó đã đạt đủ cái điều kiện tiêu chuẩn để chúng ta đào tạo học viên chạy DAT và sẽ thi bằng lái C các bác tài nhá. Trên 3,5 tấn thì đã đủ điều kiện để lái bằng C rồi. Và với một chiếc xe tải đi ra đường với học viên mới thì chúng ta cần phải một chiếc xe cực kỳ an toàn, tầm quan sát tốt và cái thùng hàng nó phải nhỏ gọn, linh hoạt, dễ đi lại. Thì với chiếc xe rắc ở đây, đầu tiên chúng ta sẽ có một cái chế độ an toàn ra sao về cái tầm quan sát. Như các bạn thấy thì với bộ gương mới của xe tải rắc N350 thì sẽ có gương chiếu hậu là gồm 2 tầng gương. Gương trên là gương lớn, bản lớn và sẽ nhìn thật. Gương dưới thì sẽ là gương bản nhỏ và gọi là gương cầu lồi, phóng to tầm nhìn. Thậm chí là các bạn có thể soi lốp khi các bạn ngồi ở trong phần cabin và các bạn sẽ biết được là chúng ta đã đánh thẳng lái hay chưa. Và ngoài ra thì ở phần đầu này đó cũng sẽ có một hệ thống gương cầu lồi, nó sẽ bao quát hết cái phần đầu xe, giúp cho học viên của chúng ta là có thể căn được phần đầu xe. Đặc biệt là chúng ta đi vào những cái giờ cao điểm ấy, các bạn chạy ra đường thì các bạn sẽ căn được cái khoảng cách an toàn giữa cái phần xe của chúng ta và cái xe đi đằng trước để chúng ta hạn chế cái sự va chạm. Và tiếp theo đó chính là về cái sự linh hoạt của chiếc xe này. Với chiều dài thùng chỉ là 4m38, rộng và cao là 4m8, thì đây là chiếc xe tải 3,5 tấn có cái thùng hàng ngắn nhất hiện tại các bạn nhé, ngắn nhất hiện tại. Và với cái thùng hàng này thì với học viên mới lái thì chúng ta cũng sẽ dễ căn, dễ quan sát hơn rất là nhiều so với việc các bạn chạy những cái chiếc xe Isuzu tập lái cũ, đời cũ thì thùng nó trên 5m, rất là khó nhìn và chúng ta không thể nào mà bao quát được hết cái tầm nhìn, và đi lại thì rất dễ là va quệt. Và với học viên mới thì đây là một chiếc thùng rất hợp lý. Ngoài ra thì đương nhiên với một dòng xe tập lái thì bao giờ cũng sẽ có giáo viên đi kèm. Và ở trên cabin cũng sẽ có một số cái thiết kế để cho giáo viên có thể kiểm soát được học viên của chúng ta. Thì mời các bạn cùng lên cabin nhé. Với thiết kế 3 chỗ ngồi thì chúng ta có thể là một giáo viên kèm 2 học viên các bạn nhé. Học viên có thể ngồi lái này, và một học viên ngồi cạnh và một giáo viên ngồi để kiểm soát cũng như là hướng dẫn các bạn dạy lái. Thì để giáo viên có thể kiểm soát các bạn một cách tối ưu thì ở vị trí bên ghế phụ các bạn để ý này, chúng ta sẽ có một cái chân phanh phụ các bạn nhé. Chân phanh này thì khi giáo viên ngồi đó thì giáo viên hoàn toàn có thể là cảm nhận rằng là học viên của mình đang chạy vận tốc như nào, đã ổn chưa. Để ra các tình huống mà cần thiết thì giáo viên có thể ngay lập tức đạp cái chân phanh đó để kiểm soát cái tốc độ của học viên đang chạy. Và với học viên mới lái, khi mà các cái kỹ năng vần vô lăng hay kỹ năng lái nó chưa tốt thì với chiếc xe rắc ở đây thì đã rất dễ lái rồi các bạn nhé. Với vô lăng là vô lăng 4 chấu và có trợ lực dầu, cho nên là cái việc lái nó sẽ rất là nhẹ, nó sẽ giúp cho các bạn học viên lái đỡ vất vả hơn rất nhiều. Và ngoài ra thì trên xe tích hợp đầy đủ các tính năng, ví dụ như là khóa điện này, kính điện này, rồi là điều hòa 2 chiều. Chúng ta đi mà đường trường rất là dài, gần 1.000 cây, các bạn hoàn toàn có thể bật điều hòa lên để chúng ta tận hưởng cái không khí nó mát mẻ, làm sao để nó không ảnh hưởng đến cái chất lượng cái buổi học hôm đó của chúng ta các bạn nhé. Và không gian của xe tải rắc ở đây thì rất là phù hợp để các bạn đi 3 người rồi đó. Và ngoài ra thì cái thân vỏ nó cũng rất là dày dặn. Ở nhiều video tôi từng test cái độ dày dặn của thân vỏ cabin của xe tải rắc thì xe tải rắc có một cái cabin rất là chắc, nó sẽ chống được các cái tiếng ồn bên ngoài, nó sẽ giúp một phần nào đó giảm các tiếng ồn tác động đến học viên và cũng như là nó sẽ giảm cái sự căng thẳng stress khi các bạn đi trên đường đó. Và với động cơ Isuzu 2.8 được lắp ở trên xe tải rắc tập lái thì đây là lợi thế cho cả giáo viên lẫn học viên, bởi vì nó sẽ bớt được cái chi phí học của chúng ta, nó ở phần xăng dầu. Thì với cái xe rắc này, đối với xe chạy cả tải nhé các bác tài nhé, đã có tải mới là 10 lít, và tôi đã từng giao tới 3 xe về Hải Dương thì khách hàng của tôi chạy khi mà chở gió này, chở học viên không thôi, chúng ta có thể nói là chở gió, nó chỉ hết có 8,5 lít cho đến 9 lít trên 100 cây thôi, cực kỳ là tiết kiệm nhiên liệu các bạn nhé. Trong khi các dòng xe tập lái cũ của Isuzu mà các bạn mang ra đường chạy nhá, xong rồi là xăng dầu linh tinh vào nó phải lên tới trên 10 lít, trong khi chiếc xe này thì là đã hạn chế là 9 lít quay đầu rồi. Cho nên đây là một bài toán kinh tế cực kỳ tiết kiệm. Với thiết kế của một chiếc xe tập lái thì bao giờ là cái phần hàng rào bên trên này cũng sẽ để trống nhá,
trong cái thời tiết mát mẻ, các bạn có muốn đưa học viên đi trải nghiệm đường trường thì có thể là ngồi ở đằng sau này nữa. Và với hai hàng ghế này thì ngồi thoải mái rồi. Cái này thì lúc nào mà mát thì các bạn mà cuốn bạt lên, còn nếu nó mưa gió thì các bạn có thể buông bạt xuống, thì cái xe nó sẽ kín, nó sẽ không bị mưa gió ảnh hưởng đến học viên. Và kết cấu chung của một chiếc xe tập lái thì nó cũng tương tự nhau thôi. Cái ghế này thì nếu mà thầy giáo nào ấy mà không muốn nó phải mang đi nó cồng kềnh hay gì thì các bạn có thể tháo ra. Bởi vì ở đây thì chúng tôi cũng bắn các cái con ốc xiết bù lông, thì hoàn toàn có thể tháo rời ra, các bạn cất ở nhà cũng được. 2 năm sau khi đăng kiểm thì các bạn có thể mang đi lắp vào để đăng kiểm cho nó đúng với hồ sơ, còn đâu thì không ảnh hưởng gì cả. Đấy, đây là cơ bản của một chiếc xe tập lái. Và cuối cùng là giá thành của chiếc xe tải rác tập lái này. Hiện tại với chiếc xe tải rác tập lái này, các bạn chỉ cần đầu tư tổng toàn bộ chi phí để thành xe có biển lăn bánh rồi, các bạn chỉ việc chạy, nó là 480 triệu. Và với mức hỗ trợ trả góp ngân hàng thì hiện tại chúng tôi đang hỗ trợ vay tối thiểu là 300 và tối đa là 350. Như vậy là các bạn chỉ cần bỏ ra khoảng độ từ 130 triệu đến 180 triệu là các bạn có thể nhận chiếc xe tải rác N350 tập lái này rồi. Các bạn có nhu cầu đầu tư dòng sản phẩm này để đào tạo học viên bằng lái C thì có thể liên hệ với tôi để tôi hỗ trợ gửi thông tin cho các bạn tham khảo nhé. Cảm ơn các bạn đã xem hết video. Xin chào.